Đặng Ngọc Văn xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tin tức ca sĩ Phi Nhung qua đời. Trưa ngày 28 tháng 9 năm 2021, ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng sau chuỗi ngày chiến đấu với Covid-19, khiến cả giới nghệ thuật đau lòng. Cố ca sĩ Phi Nhung hưởng dương 51 tuổi. Ca sĩ Phi Nhung nhiễm Covid-19 do tiếp xúc F0 lúc đi thiện nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh. Phi Nhung được chuyển từ Bệnh viện Gia An 115 sang Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị vào đêm 26 tháng 8 năm 2021. Sau hơn một tháng chữa trị tích cực, nhưng tình trạng nữ nghệ sĩ ngày càng chuyển biến xấu và đã không qua khỏi. Theo phía Bệnh viện Chợ Rẫy và đại diện của nữ ca sĩ, Phi Nhung qua đời vào trưa ngày 28 tháng 9 năm 2021. Sự ra đi đột ngột của ca sĩ Phi Nhung là mất mát tổn thất lớn cho làng giải trí Việt. Hiện tại rất nhiều nghệ sĩ bàng hoàng và đau lòng nói lời tiễn biệt cố ca sĩ. Ca sĩ Phi Nhung tên đầy đủ là Phạm Phi Nhung, sinh năm 1970 tại Pleiku. Gia đình ca sĩ Phi Nhung không ai hoạt động nghệ thuật, nhưng bản thân cô lại có đam mê đối với nghề ca hát. Lúc sinh thời, ca sĩ Phi Nhung nổi tiếng qua các bài hát như Nhớ Mẹ Mồ Côi, Hoàng Hôn Màu Tím, Con Gái Của Mẹ, Bông Điên Điển, vân vân. Phi Nhung và Mạnh Quỳnh là đôi bạn song ca nổi tiếng, chiếm trọn thiện cảm trong lòng khán giả trong và ngoài nước. Ca sĩ Phi Nhung có con gái ruột tên là Wendy Phạm, đang làm y tá và sinh sống tại Mỹ. Con gái ca sĩ Phi Nhung nay đã 29 tuổi. Phi Nhung còn có 23 người con nuôi, trong đó Hồ Văn Cường, Thiên Ngân được ca sĩ đào tạo cơ hội phát triển nghệ thuật và cũng khá thành công. Trước khi nhập viện điều trị Covid-19, cố ca sĩ Phi Nhung đã có 2 tháng tích cực làm việc từ thiện và hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ca sĩ Phi Nhung ra đi đột ngột, đó là niềm mất mát của làng nghệ thuật. Bên cạnh đó, có những khán giả chia sẻ những bình luận của mình. Vĩnh biệt ca sĩ Phi Nhung, nhưng tâm hồn chị vẫn mãi mãi trong lòng khán giả. Hình ảnh của chị lúc nào cũng trong ánh mắt của người dân Việt Nam. Bên cạnh đó, có một khán giả tên Dũng cũng có lời bình luận như sau. Xin thành thật chia buồn cùng gia đình ca sĩ Phi Nhung. Mong ca sĩ yên nghỉ nơi chính suối. Người hâm mộ. Ca sĩ Phi Nhung qua đời do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và thành phố đang giãn cách, cho nên Đặng Ngọc Văn không thể chia sẻ trực tiếp buổi diễn biến đám tang của cố ca sĩ Phi Nhung. Kính chúc tất cả quý vị và các bạn có một ngày vui khỏe. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn.